Trong khi đang điều khiển xe máy tại nút giao thông Hàng Cót, Phan Đình Phùng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ông Nguyễn Văn Duyên đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an Hà Nội dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn. Theo quy định, với nồng độ 0,489mg trên 1 lít khí thở trong người, ông Duyên sẽ bị xử phạt số tiền 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng. Đã là xử phạt, nếu mà như này thì thôi là sao không uống nữa. Thực ra mình có phải lấy đâu. Vì là giờ tuổi cao rồi mấy anh em ngồi vui với nhau chứ không phải là cố tình đâu. Cái việc mà nâng mức tiền phạt không quan trọng bằng việc mình tuyên truyền phổ biến pháp luật để cho người dân hiểu được cái việc mà sử dụng rượu bia khi giao thông là một việc làm sai trái và nó cũng là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông. Mà để người dân có ý thức chấp hành thì phải để người dân có nhận thức về cái việc làm của mình cũng như là kiến thức về pháp luật. Cùng với tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông, Công an Hà Nội cũng xây dựng các kế hoạch xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông, nhất là đối với các xe khách dừng đón trả khách sai quy định, mở cửa xe khi đang lưu thông. Tuy nhiên, các xe khách cũng tìm mọi cách để đối phó với lực lượng chức năng. Rồi, bọn em vi phạm thì bọn em phải chấp nhận thôi, chứ còn không có vấn đề gì cả. Trong những ngày đầu năm mới này thì các anh xử phạt của anh lỗi gì? Lỗi mở cửa. Thứ nhất là cái nghị định 100 của chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 thì các cái mức hình sức xử phạt rất là tăng nặng, rất là nhiều. Nên là khuyến cáo mọi người tham gia giao thông là nâng cao ý thức chấp hành để tránh bị trường hợp xử phạt không mong muốn. Với các mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt được tăng nặng, nhiều người tham gia giao thông đã có ý thức hơn trước quyết định sử dụng rượu bia khi điều khiển các phương tiện giao thông.